Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong 24 giờ qua như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần cập nhật sau đây. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, từ 18 giờ chiều 26 tháng 4 đến 18 giờ chiều nay 27 tháng 4, toàn tỉnh chỉ ghi nhận 45 ca COVID-19. Trong số này, 40 ca ghi nhận trong cộng đồng, 5 ca phát hiện tại cơ sở y tế. 40 ca COVID-19 ghi nhận trong cộng đồng 24 giờ qua có 21 ca tại thành phố Vũng Tàu, 8 ca tại thị xã Phú Mỹ, 7 ca tại huyện Xuyên Mộc, 4 ca tại thành phố Bà Rịa. Hôm nay 27 tháng 4, số bệnh nhân điều trị tại cơ sở y tế của tỉnh là 17 bệnh nhân. Số bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà còn 1.129 ca. Tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh đạt 99%.